close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tý Long. Lại là tôi, là Tý Long, kiện tướng quốc gia. Hôm nay tôi xin hướng dẫn cho các bạn cách giao bóng ngắn và mục đích của việc sử dụng cái cú giao bóng ngắn này trong thi đấu như thế nào. Ở phần 1 này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách dễ thực hiện nhất và an toàn nhất, đó chính là nguyên lý đối xứng. Và trước khi chúng ta đi vào kỹ thuật này thì các bạn đừng quên bấm subscribe để không bỏ lỡ phần 2. Ở phần 2 tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái kỹ thuật giao ngắn nâng cao. Thì khi các bạn sử dụng kỹ thuật đó, đối thủ rất khó phán đoán cú giao bóng của bạn ngắn hay dài, thì các bạn dễ làm đối thủ bất ngờ hơn. Và cái cú giao bóng ngắn đó nó sẽ sát lưới hơn và sát mặt bạn hơn. Và ở cái nguyên lý đối xứng này thì tất cả các kỹ thuật giao bóng đều dùng chung một nguyên lý, đó chính là khi các bạn tiếp xúc bóng, các bạn tiếp xúc bóng ở tầm ngang ngực và tiếp xúc cái quả bóng xuống phần mặt bàn là từ giữa bàn đến gần lưới. Điều quan trọng khi bạn thực hiện kỹ thuật giao bóng ngắn là bạn phải hạ thấp trọng tâm xuống, thì khi đó bạn sẽ giao cái quả bóng nó ngắn và nó thấp so với đầu lưới. Và cái thứ hai nữa, khi bạn tiếp xúc thì cẳng tay bạn tiếp xúc bóng và đi theo phương ngang song song so với mặt bàn. Vì nếu như các bạn cẳng tay các bạn đi từ trên xuống thì cái quả bóng nó rất dễ bị dài. Và mục đích của việc giao bóng ngắn trong thi đấu để làm gì? Tại sao hầu hết các vận động viên bóng bàn hiện đại đều sử dụng cái kỹ thuật giao bóng ngắn này? Vì ở bóng bàn hiện đại, ai tấn công trước đó chính là người chiếm ưu thế và có khả năng giành chiến thắng rất cao. Vì khi giao bóng ngắn, bạn sẽ hạn chế được cái sức tấn công của đối thủ. Vì khi các bạn giao bóng nó dài ra khỏi bàn, nó có không gian nhiều, thì đối thủ họ có cái khả năng họ lấy được toàn thân, họ vận dụng được toàn sức mạnh của cơ thể để họ tấn công vào quả bóng. Lúc đó bạn sẽ rất khó phòng thủ. Yeah.
Thì khi bạn giao bóng ngắn thì đối thủ sẽ không có cơ hội để sử dụng cái sức mạnh của cơ thể nhiều, thì lúc đó bạn sẽ có khả năng giành tấn công trước. Còn nếu như các bạn đã giao bóng ngắn mà các bạn lại gặp một đối thủ có khả năng flick trên bàn rất nhanh, rất mạnh, thì các bạn làm cách nào? Các bạn hãy cho tôi một like, bấm subscribe để không bỏ lỡ cái video hướng dẫn tiếp theo của tôi. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách giao bóng xoáy gì và ngắn như thế nào để hạn chế được cái sức tấn công flick trên bàn của đối thủ. Và tôi xin giới thiệu cho các bạn hai sản phẩm này. Đây là sản phẩm nước súc miệng có khả năng kháng khuẩn virus rất cao. Giúp giảm khả năng lây lan dịch bệnh Covid, rất phù hợp cho mọi gia đình. Và sản phẩm thứ hai là gel lạnh Anika. Có tác dụng giảm đau cơ, giảm đau khớp và làm tan máu bầm rất nhanh, có xuất xứ từ Thái Lan. Và nếu các bạn cần một cốt vợt hay dụng cụ bóng bàn thì xin hãy ủng hộ tôi và nhắn tin cho tôi qua số điện thoại. Chào tạm biệt các bạn, xin hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn tiếp theo.